này xá lợi tử vì tĩ giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết vì hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết này xá lợi tử vì thiệt giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết vì vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết này xá lợi tử vì thân giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết vì xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết này xá lợi tử vì ý giới rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt giáo thanh tịnh nên nói sự thanh tịnh ấy bản tánh thanh khiết.